Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 8 và các quý phụ huynh đang theo dõi trên kênh của thầy Quang. Như vậy thì trong clip trước ở cái bài số 1 thì thầy đã ra được 3 clip đúng không nào? Ở chương 2 này. Trong clip hôm nay thầy tiếp tục ra một clip học thử nữa ở cái bài số 2 tính chất cơ bản của phân thức. Thì ở trong phần tính chất cơ bản phân thức này trong phần sách giáo khoa thì chúng ta cũng đã nắm được rồi. Đó chính là gì? Nếu chúng ta có ở tử và mẫu, nếu chúng ta chia hoặc nhân cho một cái đa thức hoặc một cái đơn thức m nào đó thì tử chia bao nhiêu thì mẫu chia bấy nhiêu, và ngược lại nhân cũng vậy ha. Ở a chia nhân cho m thì b cũng sẽ nhân cho m đó. Còn cái quy tắc đổi dấu thì a phần b thì nó sẽ bằng là gì, nghĩa là chúng ta sẽ nhân cho cả tử và mẫu cho bao nhiêu các em, nhân cho cả tử và mẫu cho âm một thì nó sẽ bằng là âm a phần âm b. Thì cái phần này trong sách giáo khoa đã có sẵn rồi, và clip thầy cũng đã làm rồi, thì các em nào mà chưa xem thì vào kênh của thầy để xem các em nhé. Ok, trong clip này thầy tiếp tục hướng dẫn em bài số 2 và chúng ta bắt đầu đi làm bài số 4 các em nhé. Rồi, chúng ta sẽ làm bài số 4A các em. Ta có x trừ thì x mũ 2 trên cho 5x mũ 2 trừ 5 sẽ bằng x trên cho chấm 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 ở đây. Như vậy thì nếu như bình thường ở trong cái bài số 1 thì chúng ta ký hiệu ở đây là A. Nhưng mà đối với khi chúng ta áp dụng tính chất cơ bản của phân thức thì chúng ta không cần thiết phải làm như vậy. Mà ở đây chúng ta sẽ xuất phát từ ở cái vế trái này. Các em hiểu nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có này. X trừ x mũ 2 trên trên 5 x mũ 2 trừ 5. Như vậy ở trên tử ta sẽ đặt x ra chung. Bên trong còn lại là 1 trừ x. Được chưa nào? Ở dưới mẫu thầy sẽ đặt là gì? Đặt là gì các em? Như vậy thì thầy sẽ đặt là 5. 5 đúng không nào? Ở bên trong còn là x mũ 2 trừ cho 1. Các em hiểu không? Hiểu đúng chưa nào? Như vậy thì chúng ta sẽ bằng tiếp. Ở đây muốn đổi dấu. Bây giờ ở đây thầy có là x mũ 2 trừ 1, thầy muốn đổi trở thành là 1 trừ x mũ 2 để thầy vận dụng hàng thức số 3 nha. Chứ ở đây nếu như chúng ta phân tích ra hàng thức số 3 thì trở thành là x trừ 1 nhân x cộng 1, thì mà ở trên đây là 1 trừ x thì chúng ta không thể thu gọn được. Chúng ta không thể chia cả tử và mẫu cho 1 trừ x được, nên là chúng ta ngay chỗ đây phải đặt chỗ trừ trước để trong cái ngoặc này nó sẽ đổi dấu cái đã. Các em hiểu nào? Như vậy nó sẽ là x nhân cho 1 trừ x cái này đó. Ở đây trừ cho 5 thì bên trong còn lại nó sẽ đổi ngược trở lại là 1 trừ x mũ 2. Sau đó thầy mình vận dụng hàng đẳng thức số 3, nó có dạng là a mũ 2 trừ b mũ 2 này các em. Chúng ta vận dụng ở đây thì nó sẽ ra. Như vậy thì nó bằng là x nhân cho x 1 trừ x trên cho trừ 5 1 trừ x nhân cho 1 cộng x. Các em hiểu chưa nào? Như vậy bây giờ thầy sẽ lấy cả tử và mẫu thầy chia cho 1 trừ x. Các em hiểu nào? Như vậy thì ở đây x nhân cho 1 trừ x thầy sẽ chia cho ở đây cho 1 trừ trừ x. Thì thầy ở tử thầy chia bao nhiêu thì mẫu thầy cũng sẽ chia bấy nhiêu. 5 âm 5 1 trừ x. Giờ nó hẹp quá hẹp các em, nên thầy phải ghi nhỏ nhỏ là ở đây thầy cũng sẽ chia cho 1 trừ x. Các em hiểu nè, thấy rõ nè. Ok. Khi thầy chia, thầy chia thì như vậy nó còn lại ở đây nó sẽ là x trên cho âm 5 nhân cho 1 cộng cộng x. Như vậy thì cái biểu thức chúng ta cần phải điền vào, và cái đa thức mà chúng ta cần phải điền vào chỗ trống đó chính là đây. Tại vì ở tử nó giống rồi này các em. Vậy đa thức cần điền vào chỗ trống là, đó chính là âm 5 nhân 1 cộng cho x. 1 cộng cho x đúng không? Vậy chúng ta ghi lại ở đây nha các em nha. Vậy ta có là gì? X trừ x mũ 2 trên cho 5x mũ 2 trừ 5 sẽ bằng x trên cho âm 5 1 cộng x. Rồi xong. Các em hiểu chưa nào? Ta đang vận dụng tính chất cơ bản của phân thức là như vậy. Chia. Ở đây thầy sử dụng chia ha. Chia cả tử và mẫu cho 1 trừ x. Ta phải phân tích ra thì các em thấy nó chia bao nhiêu. Chứ mà để không không thì chúng ta không thể thấy được đâu các em. Đó. Ok. Chúng ta đi sang câu B đó.
Rồi, ta đi sang bài 4B nha. X mũ 2 cộng 8 trên cho 2X cộng 1 trừ 1 nha. Mày hồn là ghi cộng đây sai biết á. Bằng 3X mũ 3 cộng 24X chấm chấm ở đây. Phần nào? Như vậy thì đối với cái bài này á, thì chúng ta phải làm như thế nào các em? Chúng ta làm theo kiểu tương đương để chúng ta lập luận, ta cần phải điền ở chỗ nào nha. Như vậy thì ghi chỗ đây x mũ 2 cộng 8 trên 2x trừ 1, cứ để đó đi. Ở trên tử đây này, thầy sẽ đặt cái gì ra chung em? Thầy sẽ đặt là 3x ra chung, bên trong còn lại là x mũ 2 cộng 8. Các em hiểu nào? Như vậy các em thấy ở đây là x mũ 2 cộng 8, mà đây có x mũ 2 cộng 8. Chứng tỏ ở bên này, ở bên tử bên này này, ở bên cái phân thức này, thầy sẽ nhân tử cho 3x cộng 8, là thầy nói nhân cho 3x thì nó bằng bên đây. Thì chứng tỏ chứng mẫu này mình sẽ nhân cho 3x, thì chứng tỏ lấy 3x nhân vào đây thì chúng ta còn phải điền vào chỗ đây. Các em hiểu nào? Như vậy thì chúng ta lập luận ở chỗ đây một xíu nhé. Từ cái tử thức 2 vế, đó là từ tử thức của 2 vế đây, chứng tỏ điều gì các em? Chứng tỏ cái vế trái của chúng ta, hả nào? Vế trái được nhân cho bao nhiêu em? Được nhân cho 3x thì nó sẽ bằng vế phải ở tử thức ở vế phải đây. Nên cái mẫu thức cũng nhân cho 3x. Nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ lấy mẫu nhân 3x thì nó ra chỗ chúng ta cần điền này. Đó nè, đó. Như vậy thì ở đây ta có 2x nhân 2x trừ 1 nhân cho 3x thì sẽ ra được là gì? 6x mũ 2 trừ cho 3x, được chưa nào? Vậy cái đa thức cần điền vào chỗ trống là 6x mũ 2 trừ cho 3x. Như vậy ta có ở đây, ta viết cái phân thức lại. Ở đây mũ 3, cái số 3 thầy đúng bá đạo thì em, thầy viết mà nhiều lúc thầy bực cái tay nó cứ quèo 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 sao đó, được chưa? Ta chỉ việc biến đổi một bước thôi và lập luận thì ra. Ở đây nhân 3x thì dưới đây sẽ nhân 3x thì nó không bằng được, đúng không nào? Ok, được chưa nào? Ta đi sang câu C nhé. Rồi, ta có bài 4C kìa. Chấm ở đây. X trừ y rồi. Như vậy thì bây giờ á, chúng ta cứ ghi lại rồi biến đổi để chúng ta lập luận xem thử nó nhân hay chia cho bao nhiêu nha. Ở trên tử này các em thấy của cái vế bên phải này, chúng ta còn phải đặt cái gì ra chung em? Đó là biết. Chúng ta sẽ đặt là 3x ra chung thì bên trong này còn lại là x trừ gì? X trừ y. Có đúng chưa? Ở đây chính là 3 y trừ x tất cả mũ 2. Có phải không em? Đó. Mà ở đây ấy, các em thấy nè. Y trừ x tất cả mũ 2 thì riêng nó đã có mũ 2 rồi, thì cái vị trí đổi chỗ này chúng ta thầy có quyền đổi chỗ. Đây này các em này, các em nhớ cho mình công thức này nhé, thầy làm đây rồi nhé. Nghĩa là A trừ B tất cả mũ 2 thì nó lại bằng là B trừ A tất cả mũ 2. Hai cái này là như nhau, không đổi. Nghĩa là nó bằng nhau, tương ứng với giá trị. Như vậy thì bây giờ đây là Y trừ X, thầy sẽ đổi lại là X trừ Y. Được, đúng không nào? Thầy sẽ đổi x trừ y 3x x trừ y ở đây.
Như vậy thầy sẽ viết ở đây là 3 nhân cho x trừ y tất cả mũ 2. Được chưa nào? Thì bây giờ các em thấy này. Ở đây thầy nhân bao nhiêu? Ở đây thầy nhân cho 3. Thì trên đây nhân 3 thì bằng đây thế nào? Đây x trừ y. Nếu như ở đây chia, nếu chúng ta làm chia cho dễ hiểu này. Ở đây thầy chia cho 3, đây chia cho 3, ở đây chia cho x trừ y, ở đây chia x trừ y, thì ở đây còn là x trừ y thì tương ứng x trừ y đây. Như vậy chứng tỏ trên đây nó còn là x này, chứng tỏ ngay chỗ đây chúng ta còn phải điền x nữa là đủ này. Như vậy thì ở đây thầy sẽ lập luận nha. Chia 3 nhân cho x trừ y cho vế phải cả tử và mẫu luôn, ta được, ta được. Như vậy thì 3x nhân x trừ y, 3 nhân x trừ y tất cả mũ 2. Bây giờ chúng ta chia cho ở đây cho 3, 3x trừ y, chia cho 3x trừ y thế nào. Như vậy thì 3x trừ y ở đây chia, như vậy ở đây còn x và ở đây nó sẽ còn lại là x trừ y. Như vậy thì cái gì chúng ta cần phải điền vào cái đa thức, chúng ta cần điền chỗ trống đó chính là x. Vậy thì đa thức cần điền vào chỗ trống là x. Hả nào, người ta có. Như vậy giờ người ta điền luôn, như vậy x ở đây x trừ y sẽ bằng là 3x mũ 2 trừ 3x y trên cho 3y trừ x tất cả mũ 2. Đó. Chúng ta cần phải điền là chỗ đây này. Ta chỉ cần biến đổi lập luận là ra. Được chưa nào? Ok. Rồi. Ta đi sang bài 4D em nhé. Những dạng này có khó không vậy em? Nói chung thì chúng ta biết cách biến đổi thì nó cũng dễ, nhưng mà không biết cách thì nó lại khó, đúng không em? Ok, chúng ta sẽ đi sang bài 4D. Rồi, chúng ta có bài 4D nha. Trừ x mũ 2. Cái D thì ghi lại, không cần phải đọc. Rồi. Bây giờ thầy sẽ tiến hành phân tích. Đối với ở tử và phần bên vế bên trái thầy cứ để đó đi. Mục đích thầy phân tích đây hằng thức số 3 này. Ở đây thầy sẽ viết nó trở thành hằng thức số 3, nó trở thành là y trừ x nhân y cộng x, đúng không nào? Y trừ x. Mà y cộng x thì thầy có thể viết trở thành là x cộng y. Được. Ở đây chúng ta có thể viết y cộng x cũng được, mà x cộng y cũng được, ha. Nhưng mà các em thấy này, x cộng y ở dưới mẫu này, thấy không? Giống nhau. Chứng tỏ trên tử này, trên tử này nó sẽ là gì các em? Ở trên tử này nó sẽ là cái tích nhân của y trừ x cho vô đây và cho vô đây. Thì trên tử nó sẽ là tích của cái tử của vế trái và nhân cho y trừ x thì sẽ ra trên đây. Các em hiểu nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có là từ mẫu thức của hai vế. Thế nào? Chứng tỏ điều gì em? Mẫu thức ở vế trái nhân bao nhiêu? Ở vế trái nhân cho y trừ x thì ở trên tử thức cũng phải nhân cho y trừ x. Hả nào? Mẫu thức vế trái nhân thêm y trừ x nên tử thức phải nhân với y trừ x. Đó. Như vậy thì cái đa thức cần điền
là gì các em? Đó chính là chúng ta lấy y trừ x này nhân cho tử thức này sẽ ra được cái đa thức còn điền, hả nào? Đó chính là gì? Trừ x mũ 2 cộng 2 xy trừ y mũ 2 sẽ nhân cho y trừ x. Bây giờ chúng ta sẽ nhân ra ha. Rồi bây giờ chúng ta nhân ra. Bây giờ cái lắm y này nhân vô đây, nhân vô đây và nhân vô đây. Là y này nhá, nhân vô đây thì trở thành là âm x mũ 2 y này. Nhân vô đây thì cộng 2 xy mũ 2 này. Nhân vô đây thì bằng âm y mũ 3 này. Tiếp tục lấy âm x nhân vô đây. Âm x nhân ở đây thì thành cộng x mũ 3 này. Âm nhân dương thì thành âm này. 2 x mũ 2 y này. X nhân cho cộng trừ nhân trừ đây thành cộng này, x nhân cho y mũ 2. Thấy không? Như vậy thì nó sẽ bằng là gì? X mũ 3 này. Gì nữa các em? Bây giờ chúng ta tới cái x mũ 2 đây. Âm 2 xy mũ âm 2 x mũ 2 y với lại là âm x mũ 2 y âm 1 với âm 2 là trở thành âm 3 x mũ 2 y. Âm 2 cộng 1 đây chính là cộng 3 xy mũ 2 và trừ cho y mũ 3. Thì đây nó đưa về nó chỉ là hạng thức số mấy các em? Đây chính là hạng thức số số 5. Thế nào? Như vậy chúng ta nó sẽ đưa về là gì? X trừ y tất cả mũ 3. Có được chưa nào? Bây giờ chúng ta chỉ việc điền vô đây nó là xong, không? Như vậy ta có là gì em? Chúng ta nhìn trên đề nhá. Âm x mũ 2 cộng 2 xy trừ cho y mũ 2 x cộng y sẽ bằng cái chỗ chúng ta cần điền, đó chính là x trừ y tất cả mũ 3 trên cho x mũ 2 trừ cho y mũ 2. Đó. Được chưa? Ok, chúng ta đi sang bài số 5 em nhé. Rồi, chúng ta đi sang bài số 5 em. Biến đổi mỗi phân thức sau thành một phân thức bằng nó và có tử thức là đa thức A cho trước. Như vậy thì ở đây cái đa thức A đây người ta cho đây chính là gì? Tử thức nha. Như vậy thì ở đây chúng ta có này. Nhưng mà thì bây giờ chúng ta phải xuất phát từ cái tử thức này, hiểu nào? Chúng ta phải xuất phát từ cái đa thức A này. Như vậy bây giờ thầy xuất phát từ đa thức A luôn nhé. Như vậy A này bằng này 12 x mũ 2 cộng 9 x. Thì bây giờ các em thấy là 12 x mũ 2 cộng 9 x, bây giờ chúng ta đặt cái gì ra chung? 12 với 9 thì chúng ta sẽ đặt là số mấy? Số 3. Đối với biến thì đây x mũ 2 đây x thì chúng ta sẽ đặt là x. Bên trong ở đây còn lại chắc chắn sẽ là 4x cộng 3. Các em thấy nào? Như vậy thì ở đây cái phân thức người ta cho nó có là 4x cộng 3 này. Các em thấy không? 4x cộng 3 chứng tỏ từ cái phân thức này này, chúng ta muốn biến đổi thành một cái phân thức bằng nó và có tử bằng là 12x mũ 2 cộng 9 mà nó bằng ở đây. Chứng tỏ ở cái phân thức người ta đã cho thì chúng ta phải nhân thêm cả tử và mẫu này với bao nhiêu? Đó chính là 3x. Thì nó không bằng với cái tử này được. Các em hiểu nào? Như vậy chúng ta lập luận xíu là nhân cả tử và mẫu của cái phân thức đã cho với bao nhiêu? Với 3x ta được. Như vậy thì ở đây chúng ta có 4x cộng 3 trên cho x mũ 2 trừ 5. Hả nào? Thì bây giờ thầy nhân cả tử và mẫu với 3x. Như vậy thầy lấy 3x nhân cho 4x cộng 3 trên cho 3x nhân cho x mũ 2 trừ 5 bằng. Bây giờ thầy nhân ra. Lấy đây nhân vào đây. Như vậy 3 nhân 4 thì bằng 12x mũ 2 cộng 9x. Các em thấy nó đây chính là A rồi nè. Các em có hiểu không? Rồi. Lấy đây nhân vô đây thì trở thành là 3x mũ 3 trừ cho 15x. Đó. Ok, như vậy thì ở đây chính là A này, tử rồi các em này. Các hiểu không? Đó. Như vậy thì đây A này, chúng ta có thể ghi đây chính là A.
3x mũ 3 trừ 15x. Còn không thì em để như này cũng được. Nghĩa là thầy ghi như này để cho các em hiểu nó rõ hơn một chút nữa. Được chưa nào? Nó theo đúng theo cái đây này của nó có tử thức là đa thức A cho trước, đa thức A này. Đây chính là đa thức A. Còn cái mẫu chúng ta đã tìm được rồi này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang câu B các em nha. Câu B. Ta nhìn xíu nào. Bài số 5 nó cũng dễ ha. Rồi chúng ta có bài số 5B các em. Cái cách làm tương tự như vậy các em ạ. 8. Bây giờ chúng ta không xuất phát từ đây trước mà chúng ta nên xuất phát từ đâu các em? Chỗ A này, chúng ta biến đổi sao mà trở thành 1 trừ 2x, biến đổi cái tử của nó sẽ ra được A. Thì chúng ta phải biến đổi. Phải không? Như vậy thì bây giờ chúng ta làm bằng cách nào các em? Làm cách nào để chúng ta biết được? Chúng ta biết được là chúng ta cần phải nhân cho bao nhiêu hoặc là chia cho bao nhiêu. Thì bây giờ để biết được một cái biểu thức nào đó để biến đổi mà có tử bằng 1 trừ 2x, mà đây người ta đã cho cái tử ban đầu là 8x mũ 2 trừ 8x cộng 2, thì chúng ta phải thực hiện phép chia nha. Hồi nãy câu A là chúng ta sẽ nhân bằng cách biến đổi cái này, bây giờ người ta cho kiểu này thì chúng ta phải lấy tử ra này, chúng ta phải chia cho cái đa thức A này thì mới ra được cái đa thức chúng ta cần phải nhân với đa với cái với đa thức này thì nó bằng chính cái đa thức này chứ, đúng không nào? Như vậy thì ở đây nó có A bằng trừ 2x. Thì bây giờ chúng ta sẽ suy ra, chúng ta chia 8x mũ 2 trừ 8x cộng 2, chúng ta sẽ chia cho 1 trừ 2x bằng cái phần này chúng ta chia ngoài nháp và thầy thực hiện cho em xem luôn nha. Rồi bây giờ thầy sẽ lấy một tờ giấy khác thầy chia cho các em xem này. Cái này chúng ta thực hiện ngoài nháp nha. 8x mũ 2 trừ 8x cộng 2 chúng ta chia như này. 1 trừ 2x. Ha. Bây giờ ghi như này có vẻ chúng ta khó nhìn. Thầy đảo vị trí 1 này lại trở thành cộng 1 ở sau đây đi cho nó dễ nhìn ha. Các em lấy 8x mũ 2 mà chia cho trừ 2x thì ở đây sẽ là bao nhiêu các em? Trừ 4x, có đúng không? Trừ 4x nhân đây thì trở thành 8x mũ 2. Đây là thành trừ 4x trừ đây 0. Trừ 8x trừ với trừ thành cộng. Trừ thành cộng nghĩa là trừ 8 cộng 4 thì trở thành là trừ 4x cộng 2. Chúng ta chắc chắn sẽ nhân đây là cộng 2 lên thì trở thành trừ 4x cộng 2, đây là bằng 0. Chứng tỏ kết quả là đây nha. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ ghi nó trở thành là trừ 4x cộng 2. Các em có hiểu không? Đó. Chứng tỏ bây giờ một điều là gì? Sau khi chúng ta chia xong rồi thì chúng ta chứng tỏ một điều là chúng ta sẽ lấy tử chia cho âm 4x cộng 2. Thì các em cũng lấy dưới mẫu là chia cho âm 4x cộng 2 thì chắc chắn nó sẽ ra được một cái phân thức mới mà có tử nó sẽ bằng là 1 trừ 2x. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta nên chúng ta có là 8x mũ 2 trừ 8x cộng 2, đây là 4x trừ 2 nhân ở đây 15 trừ x thì sẽ bằng, bây giờ thầy sẽ chia cả tử và mẫu cho cái anh đây, chia ngược trở lại. Mục đích của mình để tạo ra cái A mà, tạo ra A nghĩa là 1 trừ 2x thì bắt buộc phải chia cho anh đấy. Nên chúng ta phải chia trước cho ai biết được nó bao nhiêu mà chia, đúng không? Các em có hiểu bài này không vậy trời? Đấy. Cũng hơi khó hiểu hả? Rồi. Thì khi thầy chia như vậy thì cái này chia cái này thì chắc chắn nó sẽ ra được trừ 1 trừ 2x này, không cần phải thực hiện nữa. Các em hiểu không nào? Đó. Mà ở đây các em để ý này, ở dưới tử này, ở bên dưới mẫu này. 4 trừ 2 mà đây là trừ 4 cộng 2. Ngay chỗ đây thầy đặt dấu trừ đằng trước thì bên trong là đổi dấu thì chúng ta sẽ chia ra được cái này. Như vậy thì ở đây thầy sẽ đặt dấu trừ trước, trở thành 4x cộng 2, ngay chỗ đây là trừ nè, em đổi dấu nè. Đổi dấu hết, đây cộng thì thành trừ, trừ thành cộng này. Nhân 15 trừ x chia cho trừ 4x cộng 2, các em thấy chưa nào? Đó. Sẽ bằng tiếp. Như vậy thì 1 trừ 2x. Như vậy thì cái đa thức này và đa thức này chia bằng 1 rồi, như vậy nó còn lại là âm
15 trừ x, mà khi âm thì thầy lại quay đoạn ngược trở lại, 1 trừ 2x đem ngược trở lại trở thành x trừ 10, 15. Đó, các em hiểu chưa? Như vậy thì thầy đã biến đổi một cái phân thức mới mà có tử nó chính là bằng 1 trừ 2x nè, trên cho x trừ 15 thì nó bằng chính cái phân thức ban đầu người ta đã cho đây. Ok, hiểu không em? Chà, cái bài này khá là mệt đấy. Cái việc thực hiện phép chia này chúng ta làm ngồi nhát giúp thầy nha. Chúng ta đừng nên đặt phép chia, tại vì cái việc chia đa thức một biến này sắp xếp ở bài 12 thì thầy đã dạy các em rồi và chúng ta đã biết rồi đúng không nào? Quý phụ huynh xem thì cũng nên lưu ý như điều đó nha, để chỉ con em mình cho nó chính xác. Rồi, ok, tới đây thì thầy xin tạm dừng. Trong clip tiếp theo thầy sẽ ra một số clip học thử các bài tiếp theo nha. Còn quý phụ huynh và các em muốn học trọn gói thì chúng ta nên đăng ký vào khóa học online của thầy. Cảm ơn các em đã theo dõi hết clip của thầy. Xin chào và hẹn gặp lại các em và quý phụ huynh trong clip tiếp theo. Xin chào.